Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Hy vọng quý vị có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Sau đây là nội dung chi tiết. Nông trại dưa triệu vả của diễn viên Nguyệt Ánh. Nữ diễn viên Cổng Mặt Trời sở hữu một nông trại lớn tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, trồng nhiều loại dưa, rau sạch để phục vụ gia đình và kinh doanh. Mới đây, nữ diễn viên Nguyệt Ánh khiến cho nhiều người trầm trồ khi khoe vườn nông trại trồng dưa triệu quả của mình. Người đẹp viết, đã kịp cho vụ dưa lưới và dưa lê thu hoạch trước Tết. Nhà mình ai chưa có dưa trong đợt thu hoạch vừa rồi thì đừng buồn nghe. Sẽ kịp có dưa cho cả nhà làm quà biếu Tết, chưng dưa Tết và thưởng thức dưa sạch và ngon. Vườn nông trại này được diễn viên cải tạo khu đất ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh thành vườn trồng dưa rau sạch phục vụ gia đình và kinh doanh. Nguyệt Ánh hào hứng khoe thành quả của mình. Dù bận rộn nhưng diễn viên thường xuyên dành thời gian về tận nơi để theo dõi và chăm sóc nông trại. Nguyệt Ánh là nữ diễn viên quen thuộc trong loạt phim Dốc Tình, Cổng Mặt Trời, Thứ Ba Học Trò. Cô bất ngờ tổ chức hôn lễ với chồng vào tháng 3 năm 2017. Chồng của Nguyệt Ánh là Alvaro, người Ấn Độ đang sinh sống tại Việt Nam. Anh hơn 40 tuổi, hiện đang là giáo viên yoga ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau kết hôn, Nguyệt Ánh chọn cuộc sống khá kín tiếng, dành thời gian chăm sóc chồng và con trai đầu lòng. Sau kết hôn, cuộc sống của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hồi tháng 5 năm 2019, nữ diễn viên Dốc Tình rao bán ngôi nhà 14,5 tỷ đồng ở Phú Xuân, Nhà Bè, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Chia sẻ về lý do bán ngôi nhà này, Nguyệt Ánh cho biết do nhà rộng không ở hết. Có thể thấy không gian ngôi nhà của Nguyệt Ánh rao bán vẫn rất gần gũi với thiên nhiên, nội thất sang chảnh. Nguyệt Ánh tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, cũng là một nữ diễn viên người Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua những bộ phim như Cổng Mặt Trời, Thứ Ba Học Trò, Dòng Sông Huynh Đệ, Giấc Mơ Cổ Tích, Gia Đình Phép Thực. Nguyệt Ánh đã nổi lên từ bộ phim truyền hình Dốc Tình. Nguyệt Ánh trở thành một gương mặt diễn viên được rất nhiều người yêu thích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi video mới nhất.